Hãy tính giá trị của biểu thức dưới đây. Biểu thức của chúng ta chỉ gồm có các phép nhân và mỗi thừa số là một hỗn số. Thế thì trước hết chúng ta cần đổi các hỗn số này thành các phân số. Để đổi hỗn số 1 1 phần 5 thành phân số, chúng ta lấy 1 nhân với 5 bằng 5, rồi ta lấy 5 cộng với 1 sẽ bằng 6 phần 5. Tương tự thì phân số thứ hai bằng 15 phần 14. Phân số thứ ba bằng 28 phần 27. Và cuối cùng là bằng 45 phần 44. Để nhân các cái phân số này thì chúng ta sẽ lấy các tử số nhân với nhau và các mẫu số nhân với nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải cùng chia cả tử và mẫu cho những cái số nó cùng chia hết. Tức là ta gọi là giản ước đấy. Bây giờ để giản ước cho nó rõ ràng ấy thì chúng ta sẽ phân tích các tử số và các mẫu số thành những cái thừa số nhé. Ta sẽ phân tích 6 thành là 3 nhân 2, hay là ta thay 6 bằng 3 nhân 2. Chúng ta thay 15 này bằng 5 nhân 3. Ta thay 28 thành là 7 nhân 4. Và chúng ta thay 45 bằng 9 nhân 5. Tương tự thì ở mẫu số 14 chúng ta sẽ thay bằng 2 nhân 7. Ta thay 27 bằng 3 nhân 9. Rồi 44 ta thay bằng 4 nhân 11. Bây giờ ta đi giản ước các cái thừa số giống nhau nhé. Cùng chia cả tử và mẫu cho 2. Cùng chia cả tử và mẫu cho 5. Cùng chia cả tử và mẫu cho 3. Cho 7. Cho 4 và cho 9. Còn gì nữa không? Thế thì khi đó ở trên tử chúng ta sẽ còn lại là thừa số 3 này và thừa số 5 ở cuối cùng. Ở dưới mẫu chúng ta sẽ còn lại thừa số 11. Vậy thì ta sẽ được là kết quả là 3 nhân với 5 phần 11 bằng 15 phần 11. Và đây chính là đáp số của bài toán.